Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Tức Mới. Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Trước khi mất, Phi Nhung từng nài nỉ van xin Mạnh Quỳnh một điều cho Hồ Văn Cường. Mới đây, trong chương trình tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung, các khách mời đã có chia sẻ về những câu chuyện ít người biết về cô. Sáng mùng 1 tháng 11, livestream tưởng nhớ ca sĩ Phi Nhung đã được một trung tâm ca nhạc hải ngoại thực hiện. Xuất hiện trong chương trình này, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã có những chia sẻ về cố ca sĩ. Theo đó, nữ MC cho biết Phi Nhung tuy là sao hạng A, từng là nữ hoàng băng đĩa nhưng sống rất tiết kiệm, tiêu gì làm gì cũng nghĩ cho các con nuôi. Phi Nhung chưa bao giờ đi resort, nghỉ mát nên năm vừa rồi. Lần đầu tiên sinh nhật của Phi Nhung, tôi đưa cô ấy đi chơi ở Nha Trang. Nhưng đi chơi, Phi Nhung cũng đưa theo 4 đứa con, không tham gia trò vui cùng các nghệ sĩ mà lúc nào cũng đi với các con. Phi Nhung cũng không muốn về Mỹ theo dự kiến mà ở lại để đợi hai con thi đại học xong, MC Kỳ Duyên chia sẻ. Bên cạnh đó, nam ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh cũng tiết lộ, Phi Nhung từng năn nỉ anh cho Hồ Văn Cường lên sân khấu Thủy Nga Paris By Night để biểu diễn. Trung tâm Thủy Nga Paris By Night tổ chức chương trình La Vega. Phi Nhung biết bao lần năn nỉ, nhắn tin xin tôi cho Hồ Văn Cường lên sân khấu Thủy Nga biểu diễn. Phi Nhung bảo sẽ lo mọi chi phí, vé máy bay, visa cho con qua diễn. Hồi đó Phi Nhung đưa 4 đến 5 người con qua Mỹ. Dẫn đi chơi, từ nhỏ rất mừng. Không những Phi Nhung lo cho các con ở Việt Nam mà còn lo cho Wendy bên này. Học bác sĩ rất tốn tiền, Phi Nhung cũng lo cho Wendy có một căn nhà. Các con ở Việt Nam không thiếu thốn thứ gì, người này nói. Trước những câu chuyện ít người biết về ca sĩ Phi Nhung, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng khẳng định thêm, mọi người đừng bao giờ nghĩ rằng Phi Nhung nhận nhiều con nuôi thì không có đủ tình thương cho con ruột. Tôi đảm bảo Phi Nhung rất thương và hãnh diện vì Wendy. Có lẽ vì Phi Nhung thấy Wendy đã đầy đủ và giỏi giang nên Phi Nhung ở Việt Nam để lo cho các con nuôi. Tình thương cho những đứa con nuôi cũng ngang ngửa nhau, tôi không làm được bằng Phi Nhung nếu ở trong trường hợp đó. Sau khi chia sẻ hàng loạt câu chuyện xúc động khi ca sĩ Phi Nhung còn sống, Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn sẵn sàng lấy dinh dự ra để đảm bảo không có chuyện của ca sĩ lợi dụng các con để kiếm tiền hay ăn chặn tiền cắt xê của con cái. Ngoài con gái ruột duy nhất là Wendy, Phi Nhung còn có 2-3 người con nuôi, trong đó có 19 đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Trước khi qua đời, ít tháng, nữ ca sĩ bị bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, tố ăn chặn tiền cắt xê của con trai nuôi Hồ Văn Cường. Mặc dù nam ca sĩ đã lên tiếng giải thích, nhưng vừa qua, khi Phi Nhung vừa trút hơi thở cuối cùng, được vài tiếng vì nữ đại gia này đã liên tục. Livestream, yêu cầu quản lý của cố ca sĩ hoàn trả tiền cho con trai nuôi của cô. Sáng sớm nay, nghệ sĩ Việt Hương đã mang tro cốt của ca sĩ Phi Nhung về với vòng tay của gia đình tại Mỹ. Sáng nay, gia đình cũng tổ chức cơm cúng tụng kinh sớm tại tỉnh xá Giác An. Nhiều người thân và bạn bè đã đến thắp hương cho Phi Nhung, trong đó có Thúy Nga. Trên trang Facebook cá nhân, Thúy Nga đăng tải loạt ảnh đến viếng Phi Nhung. Nữ danh hài cho biết, vì nhà mình gần chùa nên sau này, mỗi tuần cô sẽ tới tụng kinh cho cố ca sĩ trong thời gian 49 ngày. Qua hình ảnh, Thúy Nga chia sẻ, có thể thấy con gái của Phi Nhung là Wendy Phạm, luôn túc trực bên tro cốt của mẹ. Cô không giấu được vẻ thất thần và đôi mắt đã sưng húp sau nhiều ngày khóc thương mẹ. Đồng thời khi trò chuyện với Wendy, Thúy Nga tiết lộ bản thân cứ ngỡ đang nói chuyện cùng với Phi Nhung vì có nhiều chi tiết giống đến ngỡ ngàng của hai mẹ con cố ca sĩ. Hôm nay trò chuyện một chút với con gái Wendy, tự nhiên thấy nhớ Phi Nhung quá, vì cô con gái có giọng nói giống y hệt mẹ. Mặc dù cô bé ở Mỹ, từ bé mới nghe qua cử tượng Phi Nhung đang nói chuyện với mình. Hôm nay nhìn hình Phi Nhung, cười tươi và nghe giọng của Wendy, tôi vẫn chưa tin được là Phi Nhung đã ra đi luôn, Nhung ơi. Dưới bài viết của Thúy Nga, cư dân mạng cũng đồng loạt để lại lời chia buồn cùng gia đình và cầu nguyện cho cố ca sĩ Phi Nhung sớm siêu thoát để trở về với Đức Phật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!